Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Sáng nay phát biểu chỉ đạo tại khai mạc kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thời gian qua, đã tâm huyết, ý chí, bản lĩnh, nỗ lực vượt qua mọi thách thức, các điểm nghẽn để hiện thực hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Được khởi công từ tháng 5 năm 2022, hôm nay cầu Bến Rừng đã chính thức được thông xe. Đây là cây cầu thứ 3 kết nối Hải Phòng với Quảng Ninh, góp phần tạo động lực mới trong liên kết vùng. Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 18, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, dự và chỉ đạo kỳ họp. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Lãnh đạo thành phố dự kỳ họp có các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đại biểu Quốc hội ứng cử tại Hải Phòng cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành, địa phương, đơn vị. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Văn Lập nhấn mạnh, kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 diễn ra trong 3 ngày, từ hôm nay đến ngày 19 tháng 7. Kỳ họp có khối lượng công việc lớn với nhiều nội dung quan trọng như quyết định nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2024, thảo luận và thông qua 30 nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, phúc lợi của nhân dân thành phố. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nghiên cứu kỹ, tập trung phân tích, đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân, đề xuất các giải pháp thiết thực khả thi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2025. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2024, mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024, nhấn mạnh về những kết quả thành phố đạt được, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết, 6 tháng cuối năm, thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024, tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024 của thành phố. Tiếp đó, các đại biểu thảo luận về vấn đề thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và đề án thành lập đơn vị hành chính quận An Dương, nghe các báo cáo về kết quả giám sát về việc thực hiện các quy định cơ chế, chính sách trong quản lý phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp, kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tại kỳ họp, thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, nghe các tờ trình về chương trình giám sát năm 2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố, kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định, cơ chế chính sách trong quản lý, phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố trình bày báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố trình bày báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố. Các mặt công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện. Các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố được quan tâm chỉ đạo, chủ động triển khai quyết liệt có hiệu quả. Văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm. An sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững. Hội đồng Nhân dân thành phố luôn đồng hành, góp phần cùng thành phố, kịp thời điều hành phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố có nhiều đổi mới tích cực,
chất lượng các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố ngày càng được nâng lên, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận và biểu dương sự đóng góp rất quan trọng của Hội đồng Nhân dân thành phố, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và tinh thần cố gắng nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố. Đối với các nội dung được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thảo luận và thông qua tại kỳ họp lần này, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, những vướng mắc liên quan, từ đó đề xuất các giải pháp đồng bộ trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện. Với các dự thảo nghị quyết, cần thảo luận thẳng thắn, làm rõ cơ sở pháp lý, tính khả thi, các nghị quyết cần sớm đi vào cuộc sống. Triển khai các luật vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố phối hợp với Ban cán sự Ủy ban Nhân dân thành phố kịp thời ra soát, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương, sớm đưa các nội dung mới của luật vào thực tiễn. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 lần này vinh dự được đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội về dự và trực tiếp chỉ đạo kỳ họp. Đây là niềm vinh dự, nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hải Phòng nỗ lực phấn đấu giành nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thời gian qua. Đã tâm huyết, ý chí, bản lĩnh, nỗ lực vượt qua mọi thách thức, các điểm nghẽn để hiện thực hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo nên hình ảnh một thành phố năng động đổi mới từ thành thị tới nông thôn, cơ sở hạ tầng hiện đại, không gian đô thị được mở rộng. Thông tin về tình hình kinh tế xã hội đất nước 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Quốc hội khẳng định thành công đó có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội, các đoàn thể, các ngành, các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Hải Phòng. Thưa quý đại biểu, năm 2018 khi về thăm làm việc với thành phố Hải Phòng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có những gợi ý, dặn dò, chỉ đạo thành phố nhiều vấn đề hết sức sâu sắc và vô cùng thấm thía. Hải Phòng cần phát huy truyền thống kiên cường, sáng tạo, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đi đầu trong đổi mới. Phát triển kinh tế phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa của Việt Nam, xây dựng thành phố Hải Phòng sớm trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại. Hôm nay về thành phố Hải Phòng, thành phố hoa phượng đỏ, tôi rất vui mừng khi Đảng bộ, chính quyền thành phố đã thực hiện đầy đủ chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, ý Đảng hòa quyện với lòng dân, dồn hết tâm huyết, ý chí, bản lĩnh, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, các điểm nghẽn để hiện thực hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo nên hình ảnh một Hải Phòng với niềm vui tươi, phấn khởi của người dân, từ thành thị đến nông thôn đang ngày càng phát triển, ngày càng đổi mới, cơ sở hạ tầng hiện đại, không gian đô thị được mở rộng. Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ kinh tế GDP ước đạt 10,32%, đứng thứ 5 cả nước, đứng đầu trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, thu nhập bình quân đầu người gần 9.000 USD, hộ nghèo còn khoảng 1%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 60.812 tỷ đồng, tăng 34,77% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 17 tỷ USD, tăng 28,87% so cùng kỳ. Khách du lịch đạt 4,2 triệu lượt, tăng 16,25% so cùng kỳ. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 đứng thứ 3 cả nước. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động hệ thống chính trị có nhiều đổi mới theo hướng đồng bộ, đúng vai đúng việc, phát huy vai trò của người được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ, tinh thần đoàn kết nhất trí được lan tỏa sâu rộng,
phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong quyết định những vấn đề lớn và quan trọng của thành phố. Hoạt động Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng từ đầu nhiệm kỳ đến nay có nhiều đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng ngày càng thực chất, chuyên nghiệp, hiệu quả, đạt nhiều kết quả nổi trội. Với những kết quả đó, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội, các ngành, các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng tình với những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của thành phố đề ra trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc của thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Đồng chí nhấn mạnh. Thứ nhất là tôi đề nghị thành phố tiếp tục triển khai có kết quả thật sự trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết 16 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, nghị quyết kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 15, xác định rõ cái vị trí, tiềm năng, lợi thế của mình để thúc đẩy phát triển đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024 để góp phần cho cả nước đạt cái tăng trưởng và hoàn thành các cái mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết Quốc hội trong năm 2024. Thứ hai, thì tôi đề nghị thành phố Hải Phòng các đồng chí sơ kết rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị ngày 24 tháng 1 năm 2019 về phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2025. Rồi cái nghị quyết 35 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về một số cơ chế thí điểm chính sách đặc thù của Hải Phòng. Vấn đề thứ ba là tập trung đẩy nhanh các cái tiến độ dự án đầu tư công, các cái công trình trọng điểm của thành phố Hải Phòng về xây dựng kết cấu hạ tầng. Đồng thời chúng ta tạo điều kiện khuyến khích cho tất cả các cái thành phần kinh tế đầu tư để phát triển các cái công trình kinh tế, văn hóa xã hội, khu vui chơi giải trí của Hải Phòng. Làm sao Hải Phòng là một cái thành phố đáng sống, sáng, xanh, sạch, đẹp. Thứ tư, đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh thần trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của thành phố, trách nhiệm người đứng đầu từ thành phố đến cơ sở trong cái thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Thứ năm, thì tôi đề nghị đối với Hội đồng Nhân dân thành phố với phương châm là trách nhiệm đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả thì chúng ta phải nâng cao chất lượng các cái kỳ họp tổ chức là chất vấn, trả lời chất vấn, tranh luận, rồi tổ chức thẩm tra các cái báo cáo, rồi tổ chức giám sát, rồi tiếp xúc cử tri làm sao cho nó có chất lượng mà thật sự là người dân, cử tri người ta thấy cái hoạt động Hội đồng Nhân dân là đại diện cho tiếng nói của người dân ở thành phố. Thưa quý đại biểu, về với Hải Phòng kỳ họp thứ 18 của Hội đồng Nhân dân thành phố đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin trân trọng gửi đến quý mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng của thành phố Hải Phòng, lời thăm hỏi ân cần,
tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc. Một lần nữa, xin chúc các đồng chí lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, đoàn đại biểu quốc hội, cử tri và nhân dân thành phố Hải Phòng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp thứ 18, hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng thành công tốt đẹp. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, nút thắt về thể chế, cơ chế chính sách, góp phần giúp Hải Phòng triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mục tiêu về phục hồi phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Lãnh đạo thành phố sẽ tiếp thu toàn diện và đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả trong thời gian tới, để thành phố thực hiện bước nhảy, bứt phá, nước rút, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, tiến tới chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, quyết tâm xây dựng phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước. Chiều nay, đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 35 của Quốc hội khóa 15 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Lãnh đạo thành phố dự cuộc làm việc có các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh: hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ và so với bình quân chung của cả nước. Nổi bật là tổng sản phẩm trên địa bàn GDP của thành phố Hải Phòng tăng 10,32%, đứng thứ 5 toàn quốc và đứng thứ 2 vùng đồng bằng sông Hồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 60.000 tỷ đồng, tăng 34,77% so với cùng kỳ, bằng 62,15% dự toán trung ương giao. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân đã được thành ủy, các cấp ủy triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm cao, có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Thành ủy và cấp ủy các cấp đã chủ động lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Công tác quy hoạch, kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy tiếp tục quan tâm. Việc thực hiện Nghị quyết số 35 năm 2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng cho thấy những kết quả tích cực, tạo sự chủ động cho thành phố Hải Phòng trong việc giải quyết một số thủ tục hồ sơ hành chính trong lĩnh vực đất đai xây dựng. Chính sách tăng thêm thu nhập được bảo đảm công khai minh bạch, từ đó tạo động lực và cơ chế huy động nguồn lực phát triển kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng. Đối với đề án tổ chức chính quyền đô thị và các đề án sắp xếp, thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thành phố Hải Phòng, hiện nay, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành xây dựng hồ sơ các đề án tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hải Phòng, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố Thủy Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện An Dương và quận Hồng Bàng, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập quận An Dương thuộc thành phố Hải Phòng. Tại cuộc làm việc, thành phố Hải Phòng đề nghị Quốc hội ủng hộ việc bổ sung các cơ chế chính sách đặc thù áp dụng cho thành phố Hải Phòng, thành lập khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng nhằm tạo tiền đề quan trọng cho Hải Phòng phát triển kinh tế bứt phá, trở thành động lực tăng trưởng của cả nước, cùng nhiều nội dung khác. Tham gia ý kiến tại cuộc làm việc, lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội chúc mừng những kết quả quan trọng mà Hải Phòng đạt được trong 6 tháng qua. Hải Phòng đã phát huy vai trò là động lực phát triển kinh tế của các tỉnh phía Bắc, duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng về kinh tế và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Hải Phòng cũng là một trong những địa phương đi đầu cả nước về xây dựng nhà ở xã hội. Trên tinh thần ủng hộ những kiến nghị, đề xuất của Hải Phòng về phát triển kinh tế xã hội, các đại biểu tập trung phân tích và chỉ ra tiềm năng, lợi thế của thành phố cảng, những định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới. Nhấn mạnh, với sự quan tâm, ủng hộ của Trung ương,
cùng khát vọng phát triển và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ và quyết liệt. Hải Phòng luôn nằm trong top đầu về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự bứt phá mạnh mẽ của thành phố Hải Phòng trên các lĩnh vực. Cái nổi bật của các đồng chí là triển khai nhiều cái dự án trọng điểm kết nối giao thông liên vùng, dự án cầu vượt kết nối Quảng Ninh Thái Bình Hải Dương, rồi các cái dự án đầu tư xây dựng năm nâng cấp cảng hàng không quốc tế Cát Bi, rồi hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế được xây dựng mở rộng thành lập 3 khu công nghiệp. Nổi bật là Hải Phòng đã chủ động kịp thời trình chính phủ thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam là theo định hướng là phát triển công nghiệp sinh thái quy mô 22.000 ha. Rồi một cái việc nổi bật nữa là khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội trong khi các nơi không làm được, nó khó, nhưng mà ở đây vì sao các đồng chí làm được? Nhà ở cho người dân thu nhập thấp, người nghèo, gia đình chính sách, gia đình mà coi như là khó khăn về nhà ở thì các đồng chí làm được cái này. Rồi đã ban hành một nghị quyết về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Về kết quả hơn 2 năm thực hiện nghị quyết 35, tôi thấy nổi bật nhất là các cái lĩnh vực về quản lý đất đai và quy hoạch được áp dụng thì triển khai hiệu quả, đem lại nhiều cái thuận lợi cho phát triển kinh tế. Ví dụ như rút ngắn thời gian chỉ mục đích sử dụng đất trồng lúa nước 2 vụ trên 10 hecta và dưới 500 hecta từ 6 đến 9 tháng xuống còn 1-2 tháng. Đây là cái việc mà chúng ta rút ngắn các thủ tục cải cách hành chính. Cái thứ hai là các đồng chí đưa 1.400 hecta đất nông nghiệp ở 3 khu công nghiệp trong cái phạm quy điều chỉnh, rồi góp phần thu hút đầu tư các cái dự án lớn giá trị tăng cao, sử dụng thiết bị công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường. Cơ bản nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất quyết tâm triển khai từ nay cho đến cuối nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hải Phòng cần bám sát các nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, phấn đấu từ nay cho đến cuối nhiệm kỳ cần nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất. Đối với các đề xuất kiến nghị của thành phố, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và giao các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc tạo điều kiện tối đa cho Hải Phòng phát triển vì sự phát triển của cả nước. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khẩn trương xem xét quyết định. Chúng ta phải quyết liệt tổ chức thành công cái nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ. Mà thành công cái này thì nó sẽ góp phần cho nghị quyết Đại hội 13. Đồng thời chúng ta có cái nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng. Rồi tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 45 và sơ kết 3 năm thực hiện cái nghị quyết 35 của Quốc hội. Chúng ta thấy cái thế mạnh của Hải Phòng là có 125 km chiều dài bờ biển và khoảng 4.000 km vuông diện tích biển, thì tôi đề nghị Hải Phòng phát huy những cái lợi thế tiềm năng của biển Hải Phòng. Một cái việc thứ hai mà tôi quan tâm là thực hiện quy hoạch thành phố ba cái trụ cột phát triển là du lịch cảng biển, logistics, rồi công nghiệp xanh thông minh hiện đại, rồi trung tâm du lịch biển quốc tế, để thúc đẩy cái tam giác tăng trưởng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Một cái việc nữa thì tôi cũng đề nghị các đồng chí đẩy mạnh cái cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính. Quốc hội thông qua 4 cái luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, 2024.
thì tôi mong rằng những cái gì thuộc trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, của Ủy ban Nhân dân Hải Phòng ban hành để thực hiện cái này thì chúng ta chủ động. Mà tôi đề nghị Hải Phòng có thể là một cái điểm đi đầu trong thực hiện một luật sửa bốn luật này. Việc triển khai cái chỉ thị 35 của Bộ Chính trị lo đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14, rồi bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-31 và bầu cử Quốc hội khóa 16. Thì vừa qua là chúng ta đã làm tốt về chất lượng của đại biểu rồi, lần này thì chúng ta hết sức quan tâm về chất lượng. Số lượng thì quan tâm là một việc, nhưng mà chất lượng về các kiến nghị của các đồng chí trên tinh thần thì tôi cho một cái nguyên tắc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho Hải Phòng để Hải Phòng phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng và đóng góp vào cho cả nước nói chung. Và cái gì Hải Phòng phát triển là cho cả nước chứ không phải cho Hải Phòng. Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Chủ tịch Quốc hội dành cho Đảng bộ, chính quyền thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu khẳng định những thành tựu mà thành phố đạt được là nhờ có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, các bộ, ngành cùng sự nỗ lực của toàn Đảng bộ thành phố. Chúng tôi cần có một cái động lực phát triển mới. Vậy thì bây giờ cần phải có một cái không gian động lực phát triển mới. Và xuất phát từ cái thực tiễn như vậy cho nên là chúng tôi quyết tâm đưa ra rất là nhiều cái giải pháp mà ở đây sẽ báo cáo với Chủ tịch. Một là chúng tôi quyết tâm thực hiện bằng được 5 cái đề án mà đã báo cáo với Trung ương. Thứ hai là chúng tôi tích cực phối hợp với các cơ quan trung ương để sơ kết hai cái nghị quyết quan trọng của thành phố. Một là nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, hai là nghị quyết 35 để chúng tôi kiến nghị đề nghị với Trung ương ủng hộ thành phố để đưa vào những cái cơ chế chính sách thành phố. Trong đó có khu thương mại tự do các chỉ là để khác. Cái vấn đề thứ ba nữa là chúng tôi thành lập cái khu kinh tế thứ hai bao gồm 5 cái huyện ở phía nam, nó dọc cái tuyến đường cao tốc ven biển. Trong khu này khoảng 20.000 ha, trong đó có sân bay quốc tế Tiên Lãng, có cảng Nam Đồng Sơn và đề xuất cái khu thương mại tự do. Thì đề án này là trình cho Thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ bộ, cái bộ tư đang ý kiến của bộ này và cam kết là sẽ chỉ đạo và các cấp các ngành địa phương cùng vào cuộc, cùng phối hợp với các bộ ngành trung ương để hoàn thành các ý kiến chỉ đạo của và kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Những cái việc nào nó thuộc về thẩm quyền thành phố thì thành ủy sẽ chỉ đạo ủy ban, các sở ngành có cái kế hoạch chi tiết cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ cái sản phẩm để hoàn thành các cái công việc. Còn việc nào nó thuộc về các bộ ngành trung ương thì chúng tôi sẽ chỉ đạo cho ủy ban, chỉ đạo các sở ngành để phối hợp để cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu giải trình những vấn đề đối với các bộ ngành, và chúng tôi quyết tâm sẽ thực hiện thật tốt cái nhiệm vụ của mình để hiện thực hóa các mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đã giao cũng như là nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 16 đã đề ra, và quyết tâm tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ 17 thành công tốt đẹp. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Thành ủy Hải Phòng sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và những ý kiến gợi mở của lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội. Thành ủy sẽ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, phối hợp có hiệu quả với các bộ ngành để tháo gỡ những khó khăn và nút thắt, tạo ra xung lực mới để Hải Phòng bứt phá trong những năm cuối của nhiệm kỳ, cũng như những nhiệm kỳ tiếp theo. Cũng trong chiều nay, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các thành viên đoàn công tác đã tới dự lễ thông xe dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng với thị xã Quảng Yên của tỉnh Quảng Ninh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dự lễ thông xe có các đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Cao Tường Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện các ban sở ngành, địa phương, đơn vị cùng đông đảo người dân đôi bờ. Khởi công từ tháng 5 năm 2022, cầu Bến Rừng là công trình hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về kết nối giao thông liên vùng. Công trình cầu có chiều dài gần 1.900m, rộng 21,5m, cầu chính gồm 4 nhịp, phần cầu dẫn gồm 34 nhịp dầm, tải trọng thiết kế HL93, kích thước thông thuyền 2 x 85 x 11m. Đường dẫn hai đầu cầu với chiều dài khoảng 410m, mặt cắt ngang nền đường rộng 22,5m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 1.940 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Sau hơn 2 năm nỗ lực thi công, dự án đã hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu phát triển và niềm mong mỏi của người dân đôi bờ. Cảm xúc của tôi với lại nhân dân Quảng Ninh rất là vừa phấn khởi, được thông cầu qua sang Hải Phòng rất là gần. Tôi rất là cảm ơn nhà nước và chính phủ đã làm nên cái cây cầu này để cho Hải Phòng và Quảng Ninh rất là gần gũi. Trước mắt thì cũng thấy rằng là cái sự giao lưu hai bên để phát triển, cùng phát triển kinh tế, rồi nhân dân hai bên cùng có cái thỏa lòng mong đợi được giao lưu với nhau gần gũi hơn. Trước kia thì phải đi qua phà thì là mất rất nhiều thời gian, nhiều khi nhỡ phà là muộn giờ làm. Thế là từ nay là có cầu rồi thì mình chủ động hơn trong cái việc đi lại mà nó cũng rút ngắn thời gian hơn. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại lễ thông xe, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết, trong những năm qua, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều chương trình nội dung hợp tác, thúc đẩy liên kết vùng và đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Quốc hội, Chính phủ, các ban ngành trung ương, sự hợp tác hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh, sự cố gắng nỗ lực của chính quyền địa phương, chủ đầu tư, các ban sở ngành và đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân đôi bờ để dự án được thi công thuận lợi và sớm đưa vào hoạt động. Là công trình hiện thực hóa nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình làm việc giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Tỉnh ủy Quảng Ninh về hợp tác đẩy nhanh tốc độ phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể. Cầu Bến Rừng sẽ góp phần thúc đẩy liên kết vùng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân hai địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều nay đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến thăm tặng quà gia đình chính sách người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Cùng đi có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Thăm tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Hán tại thôn 5, xã Đông Sơn. Mẹ có hai con là liệt sĩ Phạm Văn Bình và Phạm Duy Tĩnh, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chủ tịch Quốc hội ân cần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của gia đình mẹ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh cống hiến của mẹ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương đất nước. Chúc mẹ luôn mạnh khỏe, tiếp tục là nguồn động viên, là tấm gương sáng về tinh thần, ý chí cách mạng cho các thế hệ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, làm tốt chính sách với người có công, gia đình cách mạng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm tặng quà ông Trần Văn Tuấn, sinh năm 1968, là thương binh hạng 1/4 tại thôn A2, xã Kinh Giang, hiện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn 25 tháng 10. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, trở về địa phương sau khi xuất ngũ, ông Trần Văn Tuấn bằng ý chí tự lực, vượt khó vươn lên, tích cực lao động sản xuất, đóng góp cho địa phương. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn 25 tháng 10 hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải và chế biến than, giải quyết việc làm cho 42 lao động, trong đó có 32 người là thương binh và bệnh binh với mức thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng một người một tháng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hết sức vui mừng, phấn khởi khi thành phố Hải Phòng trong thời gian qua đã dành mọi nguồn lực quan tâm chăm lo đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những đóng góp hy sinh của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, cùng với việc điều chỉnh tiền lương của cán bộ công chức viên chức tăng thêm 30%, trợ cấp ưu đãi cho người có công cũng được điều chỉnh tăng. Đây là sự động viên kịp thời cho đối tượng đặc thù. Đồng thời, chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách, điều chỉnh nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi cho người có công lên mức cao nhất. Theo dõi thường xuyên trên các phương tiện truyền thông từ nhiều ngày qua, ông Đoàn Xuân Tụ, thương binh hạng 3/4, người nhiễm chất độc da cam hiện đang sinh sống tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, biết được từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở của cán bộ công chức viên chức tăng thêm 30% từ 1.800.000 đồng một tháng lên 2.340.000 đồng một tháng. Ông cho rằng đây là sự điều chỉnh hợp lý trong điều kiện kinh tế như hiện nay. Tuy nhiên, ông Tụ cũng còn nhiều băn khoăn vì chưa biết trợ cấp ưu đãi dành cho những người có công như ông có điều chỉnh tăng cùng thời điểm này hay không và áp dụng từ thời điểm nào. Được biết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, cùng với việc điều chỉnh tiền lương của cán bộ công chức viên chức, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cũng sẽ tăng. Cụ thể, tại Nghị định số 77/2024 của Chính phủ về sửa đổi mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng sẽ tăng từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng, tức là tăng thêm 734.000 đồng. Về điều dưỡng phục hồi sức khỏe, chế độ điều dưỡng trong năm 2024 được thực hiện theo hai mức chuẩn. 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện theo mức chuẩn 2.055.000 đồng. 6 tháng cuối năm thực hiện theo mức chuẩn 2.789.000 đồng. Biết được thông tin này, ông Tụ khá vui mừng và mong rằng việc điều chỉnh tăng trợ cấp ưu đãi cũng sớm được thực hiện, triển khai để những đối tượng người có công như ông thực sự cảm nhận được sự động viên quan tâm kịp thời. Chúng tôi chỉ mong là người lính lương hưu tăng thì chúng tôi cũng được tăng ngay, không phải là chờ đợi. Cũng theo Nghị định 77/2024 của Chính phủ về nâng mức chuẩn trợ cấp lên 2.789.000 đồng, được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, kinh phí thực hiện trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2024 là trên 35.600 tỷ đồng, tăng thêm hơn 5.300 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường Hợp Đức, những ngày này quận Đồ Sơn và phường Hợp Đức đang tập trung thực hiện quyết liệt các phần việc liên quan, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án. Theo lãnh đạo địa phương thì vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng xuất phát từ những tồn tại trong quá trình quản lý đất đai trước đây của địa phương. Để từng bước giải quyết tình trạng này, cấp ủy chính quyền địa phương đã phối hợp với các phòng ban, đơn vị chuyên môn của quận Đồ Sơn tích cực vào cuộc kiểm tra, rà soát, đối chiếu những văn bản, tài liệu, giấy tờ của các bên có liên quan, đồng thời huy động sự vào cuộc của các đoàn thể cùng tham gia tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Được sự triển khai của Đảng ủy Ủy ban nhân dân phường, người chúng tôi đã đến vận động để các hộ còn lại trong cái đợt 1 để giao nhận thì đã có 19 hộ đã đến nhận tiền trong đợt 1. Để xong rồi cái thời gian tiếp theo thì những cái hộ mà chưa nhận thì chúng tôi tiếp tục đến tận gia đình rồi là cũng vận động tuyên truyền cho các hộ. Để các hộ cũng đã đồng thuận nhận tiền trong đợt 1. Để triển khai dự án, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn có 52 thửa đất thuộc diện phải thu hồi đất. Đến thời điểm này, quận đã phê duyệt đợt 1 với 36 thửa và đến ngày 15 tháng 7 đã có 34 trên 36 hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Hiện các phòng ban, đơn vị chuyên môn của quận Đồ Sơn đang hoàn thiện hồ sơ đối với 16 thửa còn lại, trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt trong thời gian tới. Thì cái này thì chúng tôi cũng bám sát địa bàn. Sau khi đã thành lập cái mô hình, ra mắt cái mô hình về vận động giải phóng mặt bằng, thì sẽ cùng với các thành viên ở trong ban chỉ đạo thì cũng đến tuyên truyền vận động với các hộ còn lại sớm đồng thuận với các cái chủ trương để cho dự án được triển khai và hoàn thành cái chương trình. Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp mở rộng tuyến đường Hợp Đức sẽ góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của phường Hợp Đức nói riêng và quận Đồ Sơn nói chung, tạo đà chuyển dịch cơ cấu, mở rộng không gian phát triển đô thị. Trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân sớm nhận kinh phí, bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công.
Bước sang năm thứ hai, chợ quê Thời Mạc là một sự kiện có ý nghĩa được tổ chức nhân lễ tưởng niệm ngày mất của Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, chính cung của Hoàng đế Mạc Đăng Dung, nhằm tri ân công lao to lớn của bà trong việc mở chợ, thúc đẩy giao thương dưới thời nhà Mạc. Do đó, chợ quê được thiết kế theo đúng không gian chợ xưa với những sản vật ô cốp nổi tiếng của địa phương. Chợ quê Thời Mạc năm nay, các gian hàng có quy mô nhiều hơn so với năm trước, với các sản phẩm ô cốp đặc trưng của Hải Phòng nói chung, Kiến Thụy nói riêng. Trong đó phải kể đến những thương hiệu truyền thống nổi tiếng của Kiến Thụy như rượu Đế Vương hay cá kho Làng Chài. Chợ quê nhà Mạc này thì cũng được vinh dự mang thương hiệu của Đế Vương đi triển lãm của nghề, khôi phục nghề của cha ông mình. Thì như chợ quê thì khôi phục lại nghề truyền thống thì đây là cũng nghề truyền thống. Lối tiếp nghề của cha ông để lại thì theo cái nghề truyền thống này làm men rượu để sản xuất bán ra thị trường. Rượu được làm theo quy trình truyền thống, cẩn thận từ bước chọn loại gạo ngon, ủ lên men, chưng cất hạ thổ. Tương tự, món cá kho cũng được chọn nguyên liệu kỹ càng, chế biến và kho với bí quyết riêng để cuối cùng có được sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Chợ quê Thời Mạc chính là dịp để các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất có điều kiện giới thiệu, quảng bá tới đông đảo nhân dân và du khách về những sản phẩm chất lượng của mình, từ đó giúp kích cầu kinh tế và du lịch cho địa phương cũng như thành phố. Những thông tin dự báo thời tiết ngay sau đây sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và có thể có dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ C. Phía bắc thành phố nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và có thể có dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ C. Phía nam thành phố nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và có thể có dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ C. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ C. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ C. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4.